16 câu chuyện thâm thúy cổ nhân dạy, vạn sự trên đời đều là có duyên phận. Kính chào quý vị khán thính giả đang nghe video trên kênh Ngâm đời. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, mỗi khi gặp sự tình không như mong muốn, người ta thường than thân trách phận, oán trời trách đất không công bằng. Nhưng cổ nhân giảng rằng bất kỳ việc gì xảy đến với bản thân đều không phải là vô duyên vô cớ. Vạn sự vạn vật trên đời này đều là có nguyên nhân, đều là có nhân quả, đều là có duyên phận hãy cùng ngâm đời nghe ngay những câu chuyện thâm thúy cổ nhân dạy dưới đây để thấy rõ hơn điều này quý vị nhé câu chuyện thứ nhất trí tuệ phật già vạn sự trên đời đều là có duyên phận chuyện kể rằng lúc lương vũ đế còn chưa trị vì triều lương một triều đại vào thời nam bắc triều tại trung nguyên từng quen biết một người đàn ông rất nghèo khổ sau khi lương vũ đế lên ngôi có một ngày ông đến uyển lý ngao du thì gặp lại người quen cũ ở bờ sông Lương Vũ Đế hỏi thăm và biết rằng người này vẫn sinh sống bằng nghề chèo thuyền nghèo khổ như trước. Vậy là Lương Vũ Đế nói, "Ngày mai ông hãy đến gặp ta, ta sẽ phong cho ông chức huyện lệnh." Ngày hôm sau, người đàn ông nghèo khổ này tìm đến chỗ Lương Vũ Đế nhưng không gặp được. Sau ngày hôm ấy, người đàn ông nghèo khổ này lại đến tìm gặp Lương Vũ Đế nhiều lần nữa, nhưng đều bởi vì xảy ra việc này việc khác mà không gặp được, mãi vẫn không thể nhận được chiếu thư nhậm chức. Người đàn ông nghèo này quen biết một vị cao tăng trong lòng cảm thấy khó giải, bèn đến gặp vị cao tăng đó để hỏi nguyên cớ. Ông ta còn chưa kịp nói thì vị cao tăng kia đã hỏi, thí chủ là bởi vì không được ban chức huyện lệnh nên đến hỏi ta. Người đàn ông nghèo khổ nói, ngài đã biết điều tôi muốn hỏi rồi, vậy xin ngài cho tôi biết lý do. Vị tăng nhân nói, thí chủ trước sau gì cũng không được chức ấy đâu, bởi vì trong kiếp trước, Lương Vũ Đế từng là người chuyên bố thí tăng nhân. Thí chủ khi ấy đã từng viết thư muốn gửi cho Lương Vũ Đế 500 lượng bạc, nhưng cuối cùng mãi vẫn không giao cho ông ấy cho nên kiếp này lương vũ đế hứa cho thí chủ làm huyện lệnh nhưng thí chủ sẽ vì việc này việc khác mà mãi vẫn không thể được chức ấy người đàn ông nghèo khổ này hiểu được mối nhân duyên giữa mình và lương vũ đế nên từ đó về sau không đến tìm nữa mà lương vũ đế cũng không nhớ đến ông ta cổ nhân nói hữu duyên thiên lý lai tương hội vô duyên đối diện bất tương thức trong văn hóa truyền thống duyên là một lý niệm có ảnh hưởng vô cùng sâu rộng từ niềm tin nhân quả mà xét duyên là một loại tế ngộ từ trong sâu thẳm là một loại quan hệ tương đối xa xưa giữa các sinh mệnh như cơ hội gặp nhau trong đường đời như khả năng liên hệ phát sinh sự việc giữa người với người hoặc giữa người với vật duyên cũng là một lần nắm chắc hay vuột mất của cơ hội chữ duyên này bao quát rất nhiều được mất trong cuộc đời người ta trong văn hóa truyền thống sinh mệnh của người là một khái niệm phức tạp là một lịch sử dài đằng đẵng mỗi sinh mệnh đều là một bản trường ca bởi vì sinh mệnh không chỉ là một đời này mà còn có đời trước không chỉ có đời trước mà còn có rất nhiều rất nhiều đời trước phần hồn phần thần của sinh mệnh là bất diệt mà kết nối với điều này dường như có một loại dây nhìn không thấy sở không được đem người này và những người có duyên với họ buộc lại với nhau bởi vậy trong thuyết văn nói duyên nghĩa là buộc theo chữ hán thì tạo thành từ bộ mịch theo thanh chữ thoán mịch nghĩa là tư nhỏ giống hình sợi tơ bó lại người là tùy duyên mà tới thế gian người nhà người thân bạn bè thầy trò người quen năm năm các loại quan hệ được kiến lập trong xã hội đó đều là nhân duyên cả đời này gặp được người tốt việc tốt có người giúp đỡ đó là thiện duyên là vì trước kia đã kết lại đã gieo xuống nhân thiện cho nên có quả thiện khi gặp phải việc không thuận lợi đại đa số là bởi bản thân đời trước đã thiếu nợ chỉ là trong luân hồi đã quên mất việc sai trái của bản thân bởi thế người ta đa phần khi gặp khó nạn thì oán trời trách người nghĩ muốn trốn tránh mà không biết rằng ác duyên cần phải dùng thiện tâm dùng sự nhẫn nại và chịu đựng để hóa giải oan oán duyên khiến cho mâu thuẫn ân oán giữa người với người được hồi báo những sự việc và đạo lý này trong sách cổ ghi chép rất nhiều thuận theo sự phát triển của nền văn minh vật chất người không tin vào nhân quả coi sinh mệnh người thành sự tồn tại hời hợt cho nên mới dám phóng túng tham dục muốn gì làm đấy mà không tính hậu quả nhưng quan sát và cảm ứng kỹ càng cẩn thận nhân quả chính ở trong cuộc sống thường nhật trên cõi đời này không chỉ có một loại duyên lương vũ đế ở trong câu chuyện trên ông được mệnh danh là hoàng đế hòa thượng đầu tiên của trung nguyên mặc dù ở cương vị hoàng đế ông từng nhiều lần vào chùa tu luyện khắc khổ dưới sự làm gương của ông phật giáo nam triều đến thời kỳ lương vũ đế đã đạt đến đỉnh cao từ tông thất đế vương cho đến các đại gia tộc thế gia bách tính bình dân đều sùng kính thờ phật hưng thịnh chưa từng có cái duyên mà lương vũ đế đặt định ra ở đây là một loại duyên cao thượng hơn nhân duyên đây là cái duyên tu luyện gọi là thánh duyên cổ nhân cũng coi thánh duyên là điều cao quý nhất tại nhân gian trong thế giới quan thời xưa hoàng đế đôi khi không phải là đáng kính nhất thời xưa ngay cả vua hoàng đế gặp cao tăng cũng cúi đầu thăm hỏi một cách tôn kính chứ không có chuyện cao tăng phải quỳ gối dập đầu trước bậc trí tôn ai cũng xem người tu luyện là tấm gương tại nhân gian để noi theo ai cũng xem người tu luyện là cầu nối giữa nhân gian với thần phật người xưa có câu chiêu văn đạo tịch khả tử sáng sớm nghe đạo tối chết cũng an lòng trong tâm có thấu hiểu có lĩnh ngộ thì mới có thể an yên mà vượt qua nhân sinh là vô thường nhưng trời đất không vận chuyển một cách tùy ý ngẫu nhiên từ xưa đến nay niềm tin về một quy luật một dòng năng lượng hài hòa chảy xuyên suốt toàn vũ trụ đã là trọng tâm của nhiều nền văn minh, đạo gia gọi sự cân bằng ấy là đạo. Đức Phật thể hiện quy luật ấy thông qua lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Người ta từ khi sinh ra vẫn luôn vô ý hay hữu ý không ngừng tự hỏi, ta là ai? Ta từ đâu tới? Đến thế gian này để làm gì? Chết rồi sẽ đi về đâu? Từ các chính giáo nho, Phật, đạo, Kitô đến các hình thức được phổ truyền thời hiện đại như yoga, khí công tất cả đều mang theo ước vọng tìm hiểu ẩn đố của sinh mệnh và vũ trụ một người chỉ có tu luyện hướng về quy luật vũ trụ mà hòa tan vào thì mới có thể vượt thoát khỏi nhân thế gian thì mới có thể thực sự nhìn thấy được sự bất biến chân thực bên trong lẽ vô thường của trời đất nhân sinh suy cho cùng chính là để trả lời những câu hỏi ấy thân người đã khó có được mà cơ duyên tu luyện lại càng khó lắm thay thật giống như câu thơ của đường tăng trong tây du ký nhân thân nan đắc trung thổ nan sinh, chính pháp nan ngộ, toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên. Hạnh mạc đại yên cái may mắn của việc có thân người và biết được ý nghĩa chân thật của cuộc đời là không biết to lớn đến nhường nào. Câu chuyện thứ hai, nếu như đều phải chết thì sao người ta còn phải sống để làm gì? Trưa hè, trời vừa dứt cơn mưa, những tiền nắng trong veo chiếu qua kẽ lá còn đẫm nước. Nhất Thiền ngồi bên hiên nhà tĩnh mịch cùng sư phụ đọc sách. Hôm nay hai thầy trò cùng đọc kinh sách. Chú Tiểu Nhất Thiền ôm một cuốn sách to tướng, che lấp hết cả mặt và ê a ngồi đọc bên cạnh sư phụ. Được một lúc, chừng như mệt mỏi, chú cứ gật gà gật gù, tay dần dần buông thóng, mấy lần suýt đánh rơi cả sách. Sư phụ phải đập vào lưng, vào đùi chú mấy lần, Nhất Thiền mấy choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Nhưng trong bộ chú ta hãy còn ngao ngán lắm. Chú ngáp dài một tiếng rồi nói, sư phụ ơi, chúng ta nghỉ một lát đi, con mệt quá sư phụ đặt quyển kinh lên bàn, nói là người tu hành thì phải chịu khổ, tinh tấn thường hằng, tiểu tử ngốc à. Nhất thiền chu chu kế mỏ, làm bộ đáng yêu, nhưng mà con buồn ngủ lắm sư phụ ơi. Tại sao lúc nào đọc sách cũng buồn ngủ hết vậy? Sư phụ vuốt dầu, cười khả đáp, là do trong đầu con vốn không có nhập tâm đọc sách, lẫn nhiều tạp niệm, học cũng bằng không thôi. Vậy chúng ta hãy nghỉ một lát. Đoạn sư phụ đứng dậy khỏi tấm bổ đoàn, đi vào nhà trong mang một khay trà ra, trong khay có đủ cả chén tống, cây gạt trà, lọ trà, ấm từ xa và hai chiếc chén con. Sư phụ ngồi xuống trước mặt nhất thiền, đổ trà vào ấm, chiêu thêm nước sôi. Đợi một lúc, cả ấm trà đã nóng gian lên và hương trà đã bắt đầu thoảng bay trong gió. Sư phụ nhẹ nhàng rót một chén cho mình. Nhất thiền nhìn theo nhịp tay uyển chuyển của sư phụ, không kìm được, sư phụ rót cho con một chén đi. Sư phụ mỉm cười, trẻ con không uống thứ này được, con hãy ngoan ngoãn mà ngồi đó đi nhất thiền tiêu ngủ nhưng con nghe các sư huynh nói uống trà có thể hết buồn ngủ sư phụ gật gù ừ cũng phải trà là tiên thảo người tu hành chúng ta cũng rất quý cái vị thanh tao của nó đây ta rót cho con một chén hôm nay sư phụ sẽ dạy con cách uống trà nhất thiền khoái chí tròn mắt nhìn sư phụ cầm chiếc ấm từ xa chiêu nước sang chén cho mình nhưng sư phụ cứ rót mãi rót mãi rót đến lúc chén trà đầy tràn cả ra ngoài rồi mà vẫn chưa ngừng tay. Nhất thiền thấy vậy, không nhịn được bèn nói, sư phụ, chén trà tràn cả ra rồi. Sư phụ khi ấy mới ngừng tay, ngẩng mặt nhìn Nhất thiền, ôn tồn giảng, tất nhiên là ta biết. Nhưng con nghĩ mà xem, đầu óc của con cũng như một chén trà cũ, muốn rót đầy trí huệ và chính niệm thì phải cho nước trà cũ trào hết ra ngoài. Nhất thiền gật gù gật gù, cầm chén trà lên nhấm nháp ra chiều khoái trí lắm sư phụ lại hỏi, Nhất Thiền, không thấy đắng sao? Nhất Thiền lắc đầu, tròn mắt, không đắng, không đắng. Chẳng phải sư phụ vừa dạng là người tu hành thì phải chịu được khổ con gì. Vừa thường tuần trả, hai thầy trò vừa đưa mắt nhìn cảnh vật ngày càng thêm mỹ diệu dưới những tia nắng trong veo. Ngoài vườn thi thoảng có chú chim sẻ truyền cảnh ríu rít, đàn bướm từ đâu lại chấp chới bay ra. Nhất thiền thích chí, ra vườn hoa nhảy nhót tung tăng. Bỗng chú kêu lên thất thanh, sư phụ, sư phụ, bươm bướm chết mất rồi. Rồi chú lật đật chạy đến bên sư phụ, xòe bàn tay đang ấp một cánh bướm mỏng manh thoi thóp ra. Con bướm chừng như đã đi hết cuộc đời ngắn ngủi của mình. Sư phụ xoa đầu nhất thiền nói, tiểu tử à, đây chính là luân hồi sinh tử. Người ta sống thật lâu trong đời rồi cũng sẽ chết đi thôi. Nhất thiền bối rối, ôi, chúng ta rồi cũng chết phải không sư phụ? Sư phụ khẽ gật đầu, đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, đúng vậy, ai rồi cũng sẽ phải lìa xa cõi hồng trần này cả thôi sau khi sang bên kia thế giới họ sẽ có cơ hội trở lại cõi trần một lần nữa nhưng đời này là người đời sau không chừng có thể là bươm bướm nhất thiền gãi đầu nếu như đều phải chết thì sao người ta còn phải sống để làm gì ạ à? sư phụ đứng dậy nhìn ra hậu viện đoạn trầm ngâm sống ấy à có lẽ là để cho khi suối trong chảy qua không bỏ lỡ ngọt lành khi hoa nở rộ vẫn có người bầu bạn khi gió táp mưa xa vẫn có người chở tre Lúc còn sống cũng là để trả nợ nghiệp khi chết đó thôi. Nếu không có cái chết thì sự sống nào có nghĩa gì, mà nếu không có sự sống thì cái chết cũng chẳng làm người ta phải sợ hãi, tiếc nuối nhiều đến thế. Người sống trên đời buồn đau quá nửa, chỉ có tinh tấn tu luyện, trả hết tội nghiệp, mai này mới có thể mong thoát khỏi lưới luân hồi, ra khỏi vòng nghiệp quả, đắc được vĩnh viễn hạnh phúc vô biên cõi cực lạc mà thôi. Đúng vậy, sống chết phải đâu là chuyện lớn. Luân hồi sinh tử nghìn vạn năm qua vẫn thế người ta mấy ai tỉnh mộng từ kiếp sống luân hồi chuyện cũ sẽ quên cuộc đời rồi lại như trang giấy mới ấy chính là người cũ trăm năm chẳng thấy đâu nước trôi đã quá mấy nhịp cầu tin nhạn không về mong thăm thẳm lá thắm duyên chưa bén gót sầu kìa kiệu oanh vàng kêu liễu biết thương ôi ngày tháng tựa bóng câu nhân sinh sâu mộng nào mong tỉnh chút chuyện trần ai luống bạc đầu câu chuyện thứ ba đời người đã không thể nắm giữ Sao không học cách buông tay? Cổ nhân dạy, cầm lên được, hạ xuống được. Cầm lên được là một loại năng lực, là sự chịu trách nhiệm. Hạ xuống được chính là sự giải thoát, là trí tuệ, là tiêu diêu tự tại. Bởi vậy, hãy học cách nắm giữ những điều nên nắm giữ, việc gì không nên thì hãy buông bỏ. Hãy cùng suy ngẫm sau khi nghe cuộc đối thoại của lão hòa thượng dưới đây. Khi ánh hoàng hôn dần buông, những chú chim bắt đầu bay về tổ, khung cảnh núi rừng cũng trở nên yên tĩnh vắng lặng đột nhiên có chàng thanh niên với khuôn mặt đầy chán nản giận dữ cắm đầu chạy lên phía đỉnh núi cao khi đã ở trên đỉnh núi anh hét lên thật to như muốn trút ra hết bực dọc vào núi rừng tiếng hét vô tình gây chú ý tới lão hòa thượng với vẻ mặt hiền tử đang ngồi đả tọa cách đó không xa ông lại gần và mỉm cười đầy thiện ý rồi bắt chuyện và lắng nghe chàng trai dốc bầu tâm sự anh là chàng trai thị trấn tới lập nghiệp ở đô thị phồn hoa trải qua bao năm khó khăn vất vả lăn lộn với nghề anh trở thành người quản lý của công ty và quen một cô bạn gái đã vài năm. Mọi thứ dường như với anh vậy là tọa nguyện thì đột nhiên anh mất hết mọi thứ. Vì nhiều lý do, công ty yêu cầu anh nghỉ việc và bản giao vị trí cho người thay thế. Cô gái anh yêu thương sau khi biết anh bị mất việc cũng đề nghị chia tay. Lý do cô đưa ra rất đơn giản, đó là không muốn tương lai con mình có một người bố không có khả năng mang tới cuộc sống đầy đủ, ổn định. Anh nói với Lão Hòa Thượng, tôi đã làm việc cùng sếp 8 năm trời rồi. Vậy mà sếp chỉ nói một câu rồi cho tôi nghỉ việc. Còn bạn gái của tôi khi mới đến thành phố này cũng không hề có người thân thích là tôi đã giúp cô ấy tìm công việc. Tôi cố gắng hết sức chăm sóc cô ấy. Thế nhưng giờ trong lúc tôi đang gặp khó khăn nhất cô ấy lại lựa chọn rời bỏ tôi. Chàng trai kể lại câu chuyện đã trải qua với giọng mệt mỏi, đôi mắt thì tràn đầy sự tức giận phẫn nộ. Lão hòa thượng vỗ nhẹ vào vai chàng trai, sau đó kéo tay anh đứng dậy cùng bước đi trên núi những cơn gió mát lạnh dường như khiến cho những phiền muộn trong lòng dần vơi đi. Bỗng nhiên ông dừng bước, giơ tay nắm lấy cành liễu. Cành liễu mềm mại nhưng cũng nghịch ngợm, vụt khỏi lòng bàn tay ông và bay lên. Chàng trai lặng lặng nhìn lão hòa thượng, ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Ha ha, ta già rồi, nên không nắm chắc được những cành liễu này nữa. Nói xong, ngẩng đầu lên đối diện với chàng trai nói, trên thế giới này có biết bao điều tốt đẹp và tuyệt vời, nhưng chúng ta không nhất định sẽ nắm giữ được đã không nắm chắc được chi bằng chúng ta hãy buông tay để cho họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn cũng khiến cho bản thân chúng ta cảm thấy an bình tự tại và khoan dung nói xong ông nhẹ nhàng xòe bàn tay đang nắm những cành liễu lên cao như tiến biệt chúng nghe xong những lời lão hòa thượng chàng trai sững người ngẩng lên nhìn trời hồi lâu không nói gì dần dần nét mặt anh giãn ra khuôn mặt nở nụ cười anh cúi chào vị hòa thượng và xuống núi sau khi trở về thành phố chàng trai tận tụy vui vẻ nhiệt tình truyền dạy hướng dẫn hết kinh nghiệm của mình cho người sắp đảm nhận vị trí của anh sếp anh không ngờ rằng sau khi phải chịu những sự việc như vậy mà lại vẫn ra sức vì công ty trong lòng cảm thấy có chút dư vị gì đó thế là vào hôm chàng trai rời khỏi công ty sếp anh cảm động nắm chặt tay anh và nói tôi thật có lỗi với anh không ngờ anh vẫn đối xử tốt với tôi như thế để anh phải nghỉ việc là tôi cũng có những lý do khó nói người tốt như anh tôi sẽ luôn ghi nhớ sau này nếu có việc gì hãy đến tìm tôi." Chàng trai mỉm cười chào từ biệt sếp, sau đó anh đã bước ra khỏi công ty dưới ánh mắt dõi theo đầy lưu luyến của các đồng nghiệp. Cùng với bạn gái nói lời chào tạm biệt, chàng trai còn tặng bạn gái một món quà, đó là một hộp thuốc trị phong thấp. Bạn gái anh mắc chứng phong thấp, mỗi khi bị đau đều nằm cắn răng lăn lộn trên giường. Bạn gái sau khi nhìn thấy món quà của anh đã khóc lớn. Chàng trai an ủi sau đó thản nhiên rời đi. Những ngày tháng sau đó chàng trai trước sau đều giữ một nguyên tắc nếu có thể nắm giữ được người và duyên phận anh sẽ cố gắng và trân trọng những gì không thể nắm giữ được anh liền vui vẻ buông tay với tâm thái này anh được nhiều người tôn trọng và được giúp đỡ dần dần anh cũng vượt qua được cuộc sống khó khăn sau đó thông qua nhiều cách chàng trai đã tìm ra được ngôi chùa của lão hòa thượng nọ muốn được gặp mặt nói lời tạ ơn thế nhưng điều mà chàng trai không hề ngờ đến đó là ngài đã viên tịch vì đệ tử còn nói thêm lúc đó tình trạng cơ thể của ngài rất nghiêm trọng mỗi phút mỗi giờ đều bị bệnh tật dày vò có những lúc đau tới mức toàn thân đều đổ mồ hôi thế nhưng ngài vẫn luôn mỉm cười với cuộc sống sau đó ngài biết những ngày còn lại không còn nhiều nhưng vẫn bình thản lạc quan với cuộc sống nghe xong những lời này chàng trai cố gắng mỉm cười kiềm chế những giọt nước mắt sắp rơi lúc này anh mới hiểu rõ lần trước khi hai người gặp gỡ để giúp anh nhìn thấu những phiền muộn của thế gian lão hòa thượng đã phải chịu đựng nỗi đau rất lớn về thể xác cuối cùng chàng trai hướng về nơi lão hòa thượng viên tịch dập đầu vài lần rồi xuống núi ông đã khiến chàng trai hiểu được một đạo lý con người cần phải luôn luôn mỉm cười kiên cường lạc quan trước cuộc sống đây mới chính là ý nghĩa thật sự của sinh mệnh nếu đã không nắm giữ được vậy tại sao không buông bỏ nếu nắm giữ mà không hạnh phúc không vui vẻ thì chi bằng hãy buông tay nếu luyến tiếc không buông bỏ xuống được thì chấp nhận thống khổ điều nuối tiếc nhất của kiếp người đó là dễ dàng buông bỏ những gì nên giữ khăng khăng giữ lại những gì nên buông bỏ buông bỏ là một loại giải thoát cũng là một loại ngộ đạo buông bỏ còn là sự lựa chọn của tâm tính đồng thời là trí tuệ của nhân sinh đời người học được buông bỏ mới có thể giảm bớt được thống khổ và thực sự hạnh phúc vậy trong cuộc đời người ta cần buông bỏ những điều gì câu chuyện thứ tư câu chuyện thứ tư nếu tâm một người có thể rộng lớn như bầu trời mà bao dung vạn vật người đó sao có thể khổ đây người xưa nói người có cảnh giới thì tự mình sẽ hình thành nhân cách cao thượng cảnh giới cao nhất của đời người kỳ thực chính là thuần chân tự nhiên giản giản đơn đơn thật vậy hạnh phúc là một loại cảm nhận chỉ là không phải mọi cảm nhận đều hạnh phúc đời người rốt cuộc vẫn là một lần sống trên thế gian người xem nặng thì lòng đau khổ nặng nề người xem nhẹ thì lòng tự tại ung dung người chấp trước quá dễ bị mê mờ người nhìn thấu tỏ thì sáng suốt trong lúc tuyệt vọng tôi đã tìm đến một bậc thầy để hỏi vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên gặp khổ trong khi những người ác sống thoải mái quá vậy người thầy hiền hòa nhìn người một lúc rồi nói nếu một người trong lòng cảm thấy khổ chắc trong tâm phải đang ôm giữ ác ý nào đó nếu một người nội tâm không có điều ác người này sẽ không có cảm giác thống khổ vì thế căn cứ theo đạo lý này con thường cảm thấy khổ nghĩa là nội tâm của con có tồn tại điều ác con không phải là một người lương thiện thật sự mà những người con cho rằng là người ác lại chưa hẳn là người thật sự ác một người có thể vui vẻ mà sống ít nhất nói rõ người này không phải là người ác thật sự có cảm giác như bị xúc phạm và không phục tôi nói con sao có thể là người ác được gần đây tâm con rất lương thiện mà thầy trả lời nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ con đã cảm thấy khổ nghĩa là trong tâm con còn tồn tại điều ác con hãy nói về nỗi khổ của con ta sẽ nói cho con biết điều ác nào đang tồn tại trong con tôi nói nỗi khổ của con thì rất nhiều có khi cảm thấy tiền lương thu nhập rất thấp nhà ở cũng không đủ rộng thường xuyên có cảm giác thua thiệt bởi vậy trong tâm con thường cảm thấy không thoải mái cũng hy vọng mau chóng có thể cải biến tình trạng này trong xã hội không ít người căn bản không có văn hóa gì lại có thể lưng quấn bạc triệu con không phục một trí thức văn hóa như con mỗi tháng lại chỉ có một chút thu nhập thật sự là không công bằng người thân nhiều lúc không nghe lời khuyên của con con cảm thấy không thoải mái cứ như vậy lần lượt tôi kể hết với thầy những nỗi thống khổ của mình thầy gật đầu mỉm cười một nụ cười rất đôn hậu người từ tốn nói với tôi thu nhập hiện tại của con đã đủ nuôi sống con và gia đình con còn có cả phòng ốc để ở căn bản là đã không phải lưu lạc ngoài xã hội chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút con hoàn toàn có thể không phải chịu những khổ tâm ấy nhưng bởi vì nội tâm con có lòng tham đối với tiền tài và của cải cho nên mới cảm thấy khổ loại lòng tham này là ác tâm nếu con có thể vứt bỏ ác tâm ấy con sẽ không vì những điều đó mà cảm thấy khổ nữa trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài rồi con lại cảm thấy không phục đây chính là tâm đố kỵ tâm đố kỵ cũng là một loại ác tâm con tự cho mình là có văn hóa nên cần phải có thu nhập cao đây chính là tâm ngạo mạn tâm ngạo mạn cũng là ác tâm cho rằng có văn hóa thì phải có thu nhập cao đây chính là tâm ngu si bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có kiếp trước làm việc thiện mới là nguyên nhân cho sự giàu có của kiếp này tâm ngu si cũng là ác tâm người thân không nghe lời khuyên của con con cảm thấy không thoải mái đây là không rộng lượng dẫu là người thân của con nhưng họ vẫn có tư tưởng và quan điểm của riêng mình tại sao lại cưỡng cầu tư tưởng và quan điểm của họ bắt phải giống như con không rộng lượng sẽ dẫn đến hẹp hòi tâm hẹp hỏi cũng là ác tâm sư phụ tiếp tục mỉm cười lòng tham tâm đố kỵ ngạo mạn ngu si hẹp hỏi đều là những ác tâm bởi vì nội tâm của con chứa đựng những ác tâm ấy nên những thống khổ mới tồn tại trong con nếu con có thể loại trừ những ác tâm đó những thống khổ kia sẽ tan thành mây khói con đem niềm vui và thỏa mãn của mình đặt lên tiền thu nhập và của cải con hãy nghĩ lại xem căn bản con sẽ không chết đói và chết cóng những người giàu có kia thật ra cũng chỉ là không chết đói và chết cóng con đã nhận ra chưa con có hạnh phúc hay không không dựa trên sự giàu có bên ngoài mà dựa trên thái độ sống của con mới là quyết định nắm chắc từng giây phút của cuộc đời sống với thái độ lạc quan thay thế dần cho lòng tham tính đố kỵ và ích kỷ nội tâm của con sẽ dần được chuyển hóa dần thay đổi để thanh thản và bình an hơn trong xã hội nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có con hãy nên vì họ mà vui vẻ nên cầu chúc họ càng giàu có hơn càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng người khác đạt được phải vui như người đó chính là con người khác mất đi đừng cười trên nỗi đau của họ người như vậy mới được coi là người lương thiện còn con giờ thấy người khác giàu con lại thiếu vui đây chính là tâm đố kỵ tâm đố kỵ chính là một loại tâm rất không tốt phải kiên quyết tiêu trừ con cho rằng con có chỗ hơn người tự cho là giỏi đây chính là tâm ngạo mạn có câu nói rằng ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy, nghĩa là à, ngọn núi cao mà ngạo mạn, sẽ không tạo nên loại nước tốt. Người khi đã sinh lòng ngạo mạn, thì đối với thiếu sót của bản thân sẽ như có mắt mà không chồng. Vì vậy, không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu ác tâm, sao có thể thay đổi để tốt hơn. Cho nên, người ngạo mạn sẽ tự mình đóng cửa chặn đứng sự tiến bộ của mình. Ngoài ra, người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyển thành tự ti một người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn luôn bảo trì tâm thái hòa ái từ bi nội tâm mới có thể cảm thấy tròn đầy và an vui kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu mà người thường không hiểu được nhân quả trồng dưa lại muốn được đậu trồng đậu lại muốn được dưa đây là thể hiện của sự ngu muội chỉ có người tu luyện chân chính mới thật sự hiểu được nhân quả quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ nội tâm mới có thể minh tỏ thấu triệt để từ đó biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng hành vi và lời nói của mình cho phù hợp người như vậy mới có thể theo ánh sáng hướng đến ánh sáng từ yên vui hướng đến yên vui bầu trời có thể bao dung hết thảy nên rộng lớn vô biên ung dung tự tại mặt đất có thể chịu đựng hết thảy nên tràn đầy sự sống vạn vật đâm trồi một người sống trong thế giới này không nên tùy tiện xem thường hành vi và lời nói của người khác dẫu là người thân cũng không nên mang tâm cưỡng cầu cần phải tùy kỳ tự nhiên vĩnh viễn dùng tâm thiện giúp đỡ người khác nhưng không nên cưỡng cầu điều gì vị thầy khả kính nói xong những điều này tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nhân tử và bao dung độ lượng ngồi im lặng hồi lâu xưa nay tôi vẫn cho mình là một người rất lương thiện mãi đến lúc này phải chỉ đến lúc này tôi mới biết được trong tôi còn có một con người rất xấu xa rất độc ác bởi vì nội tâm của tôi chứa những điều ác nên tôi mới cảm thấy nhiều đau khổ đến thế nếu nội tâm của tôi không ác sao tôi có thể khổ chứ xin cảm tạ thầy nếu không được người khai thị dạy bảo con vĩnh viễn sẽ không biết có một người xấu xa như vậy đang tồn tại trong con câu chuyện thứ năm số phận của vị bác sĩ đáng lẽ phải lìa đời nhưng tử thần đã bỏ đi tại sao ngày chúng ta cất tiếng khóc chào đời để đến trái đất này chúng ta chỉ là một đứa bé không có gì ngày nhắm mắt ra đi chúng ta cũng vậy dù thông minh xinh đẹp giàu có hay địa vị cỡ nào rồi tất cả chúng ta đều phải gặp tử thần đó là quy luật hết sức tự nhiên có sinh thì có tử tuy nhiên vị bác sĩ này đã làm gì để thoát khỏi nanh vuốt của tử thần câu chuyện kể về một vị bác sĩ đã cứu được ba mạng người chỉ trong một đêm một tên cướp một hôm lẻn được vào nhà vị bác sĩ duy nhất trong vùng dự định chờ ông ngủ sẽ khống chế bắt ông đưa của cải rồi sẽ giết ông để diệt khẩu nó đợi mãi mà vẫn thấy ông làm việc trời đã một giờ sáng đột nhiên có điện thoại gọi báo một đứa trẻ làng bên đang bệnh rất nặng, nhờ ông giúp. Lúc ấy là vào mùa đông, bão tuyết vần vũ, làng đứa trẻ bị bệnh lại cách xa một quả núi, đi đến đó nhiều nguy hiểm, trượt chân xuống núi thiệt mạng là điều rất có thể xảy ra, mà ông đã có một ngày quá mệt mỏi. Gác điện thoại, ông bác sĩ thở dài đi đến giường nghỉ. Nhưng rồi ông lầm bầm mình không đi ngay bây giờ lỡ đứa trẻ có thể chết thì sao? Vậy là ông mặc thêm áo, cầm theo cây đèn bão, ông mở cửa, ra đi giáng ông lưu siêu trong gió tuyết sáng hôm sau khi ông bác sĩ trở về tên cướp đón ông ngay trước cửa nhà sụp xuống dưới chân ông ông có biết tôi chờ ông suốt từ đêm qua tới giờ không xin ông vào nhà ngồi đi rồi để tôi khám bệnh cho ông bác sĩ đáp tên cướp nói không tôi là một tên cướp đêm qua tôi đã ẩn nấp trong nhà ông tôi muốn bắt ông khai ra chỗ giấu của cải và sẽ giết ông nhưng đêm qua giữa trời gió tuyết ông đã bất chấp nguy hiểm và cái chết để đi chữa bệnh cho người ta tôi đã rất xấu hổ khi ông ra đi trong đêm ông không chỉ cứu đứa trẻ làng bên kia mà còn cứu chính bản thân ông và ông còn cứu cả tôi nữa thật may cho ông bác sĩ vì tên cướp trong câu chuyện trên đều không thể đối xử với tình thương bằng lòng tham của mình sự may mắn ấy của một con người không phải đến một cách tình cờ mà nó được tích lũy bởi lòng chân thành và tình thương có thể số phận của ông bác sĩ là sẽ chết vào đêm đó, nhưng thần chết đã bỏ đi trước tình thương của ông với đồng loại. Bạn ạ, à, tình yêu thương có thể lay động cả đất trời. Ông bà ta có dạy, phải biết sống vì người khác, phải thương người như thể thương thân, phải biết cho đi, làm phúc cũng như làm giàu. Mỗi con người tồn tại trên quả đất đều đang nhận về mình rất nhiều thứ từ tự nhiên và cũng nhận nhiều từ những người khác. Tại sao chúng ta lại phải biết chia sẻ, cho đi? Bởi vì không có ai nghèo vì cho đi cả. An Frank nếu người được ta giúp đỡ có vô ơn, bội bạc thì ta cũng chẳng nên phiền muộn lâu. Ít ra thì cũng tốt cho cá nhân người được giúp. Phạm đã làm từ thiện thì không tính toán chi cho đầu óc nó hẹp hỏi. Bạn có quyền từ chối làm việc tốt. Một khi đã làm rồi, thì phải có lòng tin. Đã cho đi mà còn tức giận thì bạn đã giúp đỡ không có vô tư. Chúng ta có thể không, hoặc chưa, làm được những điều như họ, nhưng chúng ta vẫn có thể cho đi bằng những điều nhỏ bé hàng ngày. Đó có thể đơn giản là nụ cười với người bán hàng, một lời cảm ơn chân thành với người lao công trên phố, là biết chia sẻ công việc nhà, là biết xếp hàng, biết bỏ rác vào thùng, dọn dẹp gọn gàng bàn ghế trong quán cà phê quán ăn trước khi đứng dậy, biết nhường ghế cho một cụ già trên xe buýt, cho người ở quê chú đỡ khi đi thi hay lên thành phố trị bệnh, chỉ dẫn cho người trẻ cơ hội học hành hay việc làm, mở một lớp dạy tiếng Anh miễn phí ở quê nhà, gửi vài gói hạt giống cho đồng bào miền núi những khi có thể chúng ta nên làm những việc rất nhỏ vậy thôi nếu tất cả mọi người đều biết sống cho đi ấp hẳn tất cả sẽ nhận lại thiên đường ngay giữa thế gian này hãy nghĩ thiện về mọi người đừng nghĩ họ xấu mà tâm tư bất an giả sử họ có lấy cái gì đó của mình thì mình chịu mất mất cái này thì được cái khác bạn cứ tin điều đó đi dẫu không dễ dàng gì thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình người kém may mắn hay một đời cô quạnh vì họ ích kỷ không chịu cho đi vì sợ mất, thì sẽ mất. Được và mất, sở hữu thì chỉ là khái niệm của hư không. Bạn có thể sẽ nghĩ khác, làm khác từ hôm nay. Câu chuyện thứ sáu, người trí huệ càng lớn, phẩm đức càng cao lại càng biết trân trọng vạn vật. Chuyện xưa kể rằng, lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị đệ tử được người ta cúng dường quần áo, mặc chỉ hai ba hôm là đã dơ bẩn, rách dưới, lúc ăn cơm, bát cơm chưa vét hết đã đứng dậy mà đi không hề biết giữ gìn tiếc rẻ vật dụng. Có một hôm, Đức Phật bảo người này hãy cởi bỏ áo cà sa, mặc đồ như người thế tục mà vào thành khất thực. Khi ông vào thành, những người dân lúc trước vẫn thường cúng dường thì hôm nay thấy ông, ai ai cũng nhất định không chịu cúng dường nữa. Vừa thấy đệ tử của mình trở về, Đức Phật hỏi, hôm nay con được cúng dường những gì? Bạch Thế Tôn, hôm nay con không nhận được gì hết. Thỉnh Thế Tôn cho con mặc áo cà sa trở lại ta cũng định trả lại cho con tấm áo cà sa mà con đã gửi cho ta giữ nhưng lại quên mất để nó ở chỗ nào thôi thì ở đây có mớ bông gòn còn có thể lấy mà tự may áo cà sa mặc cũng được nói xong đức phật bèn giao cho vị đệ tử này một túi bông gòn ông ta cầm lấy tự nghĩ làm sao mà may áo với những thứ này vị đệ tử bèn hỏi với một giọng chán trường bạch thế tôn con không phải là nhà ảo thuật làm sao có thể may áo cà sa với mớ bông gòn này đức phật ôn tồn giảng áo cà sa là do bông gòn làm thành không cần phải là nhà ảo thuật mới có thể làm được có một vài công việc cố định phải làm và ai cũng có thể làm nhưng để biến bông gòn thành vải phải mất rất nhiều công lao gian khổ phải hái bông gòn kéo thành sợi dệt thành vải sau đó cắt may mới thành được một tấm cà sa áo cà sa mà con đang cần đó phải làm như thế mới có được người này kinh ngạc hỏi trời ơi phiền phức đến thế sao phải rồi muốn làm thành một tấm cả sao phải trải qua bấy nhiêu đó gian khổ vì thế con phải biết gìn giữ đồ vật và không phải chỉ có quần áo mà thôi đâu ta thấy con ăn cơm cũng phí phạm như thế con phải biết một hạt thóc là do người nông phu phải cực nhọc làm lụng mà có muốn có hạt thóc ấy để nấu thành cơm thì phải gieo mạ nhặt cỏ bỏ phân tát nước thu hái xay giã dần sàng năm năm chúng ta được sống qua ngày một cách an ổn như thế này là do sự giúp đỡ của rất nhiều người. Vì vậy các con không nên quên lãng ân huệ ấy, mà phải dùng cái tâm tri ân để giữ gìn đồ đạc mà họ cúng dường cho chúng ta, và lấy sự tu hành chuyên cần để báo đáp ân huệ của các thí chủ. Lời bàn, thật ra mọi thứ tài sản châu báu của cải nơi thế gian đối với Đức Phật đều không có ý nghĩa gì. Nhưng dầu là một cọng cỏ, một nhánh cây trên thế gian này, không có vật gì là ngài không cẩn thận gìn giữ, đó là vì ngài luôn hiểu và trân trọng công sức cũng như tấm lòng của những người đã làm ra những tài vật ấy vì thế Phàm là người hiểu đạo lý thì không thể không ghi nhớ những lời dạy sâu sắc của ngài Phật gia có giảng vạn vật Hữu Linh ý tứ là vạn sự vạn vật sinh ra thì đều là có linh hồn có sinh mệnh vậy nên càng phải nâng niu chân quý chúng không thể tùy tiện lãng phí xưa này các bậc thần Phật giác giả Trí Huệ càng cao uy đức càng lớn thì lại càng từ bi vô lượng bước sang thời mặt pháp vật chất càng nhiều mức sinh hoạt càng cao thì con người ta càng xa hoa lãng phí các giá trị văn hóa đạo đức cũng theo đó mà bị xem nhẹ thậm chí giữa con người với con người cũng thiếu trân trọng lẫn nhau đó chẳng phải là một sự lãng phí khủng khiếp và đáng sợ sao lại nhớ chuyện đức phật khi xưa dạy đệ tử của mình phải nâng niu chân quý từ bát cơm hạt gạo đến manh áo vải điều này thật đáng suy nghĩ lắm thay câu chuyện thứ bảy bị hổ rượt chàng trai bám vào cành cây sắp gãy cầu cứu phật đức phật nói con hãy buông tay một người đàn ông bị con hổ giữ rượt đuổi anh chạy thục mạng không dám ngoái đầu nhìn lại cuối cùng khi đến bờ vực thẳm anh không thể chạy được nữa trong khi đó con hổ vẫn còn ở phía sau lúc này người đàn ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan một bên là con hổ đói đang hau háu nhìn còn một bên là vực thẳm sâu hun hút anh nhìn xuống từ trong vách đá dựng đứng kia có một cành cây chĩa ra nghĩ rằng cành cây có thể là cứu tinh giúp anh thoát khỏi nanh vuốt hổ dữ anh bắt đầu trèo xuống và bám vào đó nhưng thật không may chẳng mấy chốc cành cây sẽ không chịu đựng nổi sức nặng của cơ thể anh thôi rồi thế là mình chết chắc rồi anh vừa nghĩ vừa nhìn xuống phía dưới quá sợ hãi anh ngẩng lên và cầu nguyện ông trời ơi xin hãy cứu con con sẽ làm bất kể điều gì nếu như ngài yêu cầu bỗng một giọng nói vang lên từ không trung con sẽ làm bất cứ điều gì ta yêu cầu chứ mặc dù rất kinh ngạc trước giọng sấm vang rền ấy nhưng người đàn ông vẫn đáp lại thưa vâng con sẽ làm mọi thứ chỉ mong ngài hãy cứu con giọng nói từ không trung lại trả lời chỉ còn cách duy nhất này thôi nhưng đòi hỏi con phải có niềm tin và lòng can đảm vậy con có tin ta không có dám làm như lời ta chỉ dạy không phía trên vách núi con hổ vẫn gầm gừ và nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng còn cành cây thì chĩu xuống ngày một nặng hơn. Con cầu xin ngài, hãy giúp con tai qua nạn khỏi. Hãy cho con biết giờ con cần phải làm gì. Được, ta chỉ có duy nhất một yêu cầu này thôi. Giọng nói trên không từ tốn đáp. Đó là... Con hãy buông tay ra. Một giây, hai giây, một phút trôi qua. Lại thêm một phút nữa. Cuối cùng, lấy hết sức bình sinh người đàn ông cũng nhắm mắt và buông tay. Không biết anh đã nằm bất tỉnh bao lâu chỉ biết rằng khi tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trên chiếc xe chở đầy cỏ khô người ta nói rằng anh thật may mắn khi rơi đúng vào lúc đoàn xe này đi ngang qua đó nhưng còn một bí mật nữa mà có lẽ anh không biết là nếu buông tay sớm thêm hai phút nữa anh sẽ hạ cánh an toàn xuống đoàn xe chở đầy bông và bọt biển còn nếu chậm thêm chỉ một chút nữa thôi anh cùng với nhành cây sẽ rơi xuống mặt đường toàn sỏi đá trong cuộc sống có phải mỗi chúng ta đều nắm giữ những thứ không thể buông bỏ được ví như kẻ si tình lưu luyến hình ảnh một nàng thơ dù người ấy nay đã thành ra lập thất hay ví như những người coi trọng công danh sự nghiệp luôn phấn đấu hết mình để được thăng quan tiến chức cho dù họ phải đánh đổi bằng phẩm giá hay nhân cách của mình người muốn sống nhưng không buông được nỗi sợ chết trong tâm có vô vàn những trường hợp như thế nhưng dẫu bạn coi trọng điều đó đến đâu thì suy cho cùng cũng chỉ là những nhành cây chìa ra từ vách đá và nếu đó quả thật là những nhành cây chìa ra từ vách đá thì có ích gì để nắm giữ mãi mà không buông. Cứ chấp vào những thứ không nên giữ, thì chúng ta sẽ không thể nhận ra những điều tốt đẹp đang đợi chờ phía trước. Bởi vậy, khi cuộc sống không diễn ra như mong đợi, có thể đó là lúc nhắc nhở bạn rằng, hãy buông tay. Buông bỏ cũng là một mỹ đức mà chỉ những ai can đảm phi thường mới có thể làm được. Và vì sao Phật gia giảng cần từ bỏ chấp trước, sống thuận theo tự nhiên? Phải chăng khi chúng ta dám buông bỏ, thì một cánh cửa đóng vào cánh cửa khác sẽ mở ra? Câu chuyện thứ 8, người vợ hay ghen hỏi nhà sư, còn bất an vì luôn hoài nghi chồng, con phải làm sao? Câu trả lời mang lại hạnh phúc gia đình. Trong cuộc sống của mỗi người, có được sự tín nhiệm, tin tưởng của người khác là điều vô cùng quý giá. Một khi đã đánh mất rồi thì có thể sẽ vĩnh viễn không lấy lại được. Đồng thời nếu một người mà cứ ôm giữ thái độ hoài nghi đối với người bên cạnh, thì sau cùng chỉ mang lại phiền toái, đau khổ cho chính mình và những người xung quanh. Một lần mất tin, vạn lần mất tín. Có một cậu bé 9 tuổi rất thích chim bồ câu, sáng nào cậu cũng ra quảng trường để cho chim bồ câu ăn. Dần dần, những con chim bồ câu đã trở nên quen thuộc với cậu bé. Mỗi khi cậu xuất hiện, chúng sẽ không ngại ngần bay đến chân cậu, thậm chí là đậu lên vai và lòng bàn tay của cậu. Một ngày nọ, giáo viên mỹ thuật nói với cậu bé rằng con có thể mang chim bồ câu đến lớp không? Chúng ta sẽ học vẽ chim bồ câu. Cậu bé vui vẻ sẵn sàng đồng ý cậu bé mang đến lớp một chú chim bồ câu nhỏ trắng tinh trong giờ học mỹ thuật ấy các bạn trong lớp học vẽ rất nghiêm túc tuy nhiên khi cậu bé mang chú chim bồ câu thả lại quảng trường đàn chim bồ câu bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy kinh hãi khi cậu đến gần bất kỳ con chim bồ câu nào tất cả chúng đều bay đi mất kể từ đó không một con chim bồ câu nào chịu bay đến chỗ cậu bé nữa cảm ngộ chỉ cần một lần phản bội đánh mất niềm tin từ người khác bạn có thể sẽ đánh mất đi một nhóm những người bạn thân thiết của mình, dù là tình bạn, tình thân trong gia đình hay tình yêu, đều sẽ không có chỗ cho sự lừa dối. Một lần phản bội cũng đủ để tạo ra khoảng cách không thể nào hàn gắn. Niềm tin lẫn nhau là vô giá, một khi mất đi thì có dùng cái gì cũng không đổi lại được. Người vợ hay ghen hỏi nhà sư, con bất an vì luôn hoài nghi chồng, con phải làm sao? Một người phụ nữ hay ghen tuông đến gặp vị thiền sư và nói với vị thiền sư về sự thống khổ của mình người phụ nữ nói nhiều năm nay con nghi ngờ chồng ngoại tình tuy nhiên một khoảng thời gian dài con không hề tìm ra bằng chứng chứng minh chồng ngoại tình vì vậy con mỗi ngày đều cảm thấy bất an vị thiền sư hỏi tại sao con lại nghi ngờ chồng mình người phụ nữ nói khi vợ chồng con mới kết hôn anh ấy chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi con cũng vì thấy anh ấy có nhân phẩm và năng lực nên mới chịu gả cho anh ấy nhưng hôm nay chồng con đã công thành danh toại sự nghiệp phất lên phơi phới trở thành người rộng lượng hào phóng đương nhiên sẽ trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều cô gái còn con theo năm tháng trôi qua sức quyến rũ cũng không còn nhiều cô nói tiếp một người phụ nữ tìm kiếm bạn đời cũng giống như mua cổ phiếu vậy khi mua chúng những cổ phiếu rác sẽ cảm thấy rất bực bội tuy nhiên khi mua được những cổ phiếu chất lượng cao thì lại càng cảm thấy lo lắng xem ra trên thế gian này không có gì là đáng tin cậy vị thiền sư trầm tư một lúc rồi chọn lấy một quả táo trên bàn sau khi đưa nó cho người phụ nữ xem ông lại lấy một con dao và bắt đầu gọt vỏ quả táo vị thiền sư nói đây là một quả táo tốt nhưng ta nghi ngờ rằng bên trong quả táo này có sâu vừa nói vị thiền sư vừa bắt đầu dùng dao dọc quanh quả táo theo từng vòng tròn vừa cắt táo vị thiền sư vừa nói nhìn này ta đã mất rất nhiều thời gian như vậy để tìm sâu nhưng lại càng không tìm thấy gì trong lòng lại càng nôn nóng và tốc độ gọt táo cũng càng nhanh hơn người phụ nữ hay ghen vừa nghe vừa gật đầu cho đến cuối cùng cô phát hiện trong lòng bàn tay của vị thiền sư chỉ còn lại một cái hạt táo khô vị thiền sư cười và nói cô nhìn này một thứ tốt đẹp như vậy bởi vì ta nghi ngờ nó có sâu bọ nên đã gọt nó ra thành từng vòng tròn gọt cho đến cuối cùng ta mới phát hiện ra rằng đây thật sự là một quả táo tốt cái gọi là sâu kia vốn dĩ không tồn tại nhưng cho đến khi ta hiểu ra quả táo đã không còn, cuối cùng chỉ còn lại một cái hạt táo khô. Cảm ngộ, trên đời này, nếu có điều gì đáng sợ hơn nỗi đau, thì đó chính là sự nghi ngờ. Một khi đã rơi vào vòng luẩn quẩn của sự nghi ngờ thì đi đâu cũng cảm thấy căng thẳng, nghi đông nghi tây, luôn luôn cảnh giác với người xung quanh, cuối cùng đem mình bọc kín lại, sống trong nỗi sợ hãi tràn đầy đối với thế giới và thiếu tự tin vào bản thân mình. Câu chuyện thứ 9, điều gì khiến người ta đau khổ nhất? Đời người, điều gì khiến người ta đau khổ nhất? Phải chăng là sự nghèo đói, túng thiếu, danh, lợi, tình không được như ý? Hay là giả nua, bệnh tật? Có một câu chuyện Phật ra kể rằng, có bốn vị hòa thượng ngồi dưới gốc cây hóng mát và cùng trao đổi với nhau về những cảm ngộ của mình. Bốn người bàn luận một hồi thì một người hỏi, các vị nói xem, trên đời này, rốt cuộc cái gì khiến người ta thống khổ nhất? Một người trả lời, điều này có gì là khó đâu, tôi cho rằng điều khiến người ta cảm thấy đau khổ nhất trên đời này chính là sắc dục khi nó phát sinh ra thường thường sẽ mang đến cho người ta nỗi đau khổ rất lớn thậm chí mang đến họa sát thân lời của người này vừa dứt một người khác liền nói tôi cho rằng điều ông nói không đúng chuyện khiến người ta đau khổ nhất trên cõi đời này chính là đói khát hãy thử nghĩ xem nếu một người không được ăn cơm không được uống nước thì còn có điều gì đau khổ hơn như vậy nữa một người khác nghe xong cũng nói hai người các vị nói đều không đúng điều khiến người ta cảm thấy đau khổ nhất trên cõi đời này chính là đột nhiên gặp phải chuyện khiến người ta cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ lúc này người đưa ra câu hỏi mới mở lời ba người các vị đều nói sai hết cả rồi điều đau khổ nhất trên đời này là tâm oán giận căm phẫn một mặt nó khiến người ta cảm thấy đau khổ mặt khác lại biến thành một loại sức mạnh khiến cho đối tượng tức giận gánh chịu nỗi đau khổ vô tận đây mới là chuyện khiến người ta cảm thấy đau khổ nhất trên đời này Bốn người họ đều cảm thấy bản thân mình nói mới là đúng, vì thế họ bắt đầu tranh luận, tranh luận mãi cho đến khi mặt trời sắp xuống núi mà vẫn không có kết quả. Vị sư chủ trì biết chuyện, tối hôm đó ngài bèn đến phòng mà bốn vị đệ tử ở, hỏi về cuộc tranh luận và quan điểm của mỗi người. Nghe họ nói xong, vị sư chủ trì trầm ngâm một lát, mới nói với bốn vị đệ tử rằng, ý kiến của bốn người các con đều chưa đúng thực chất của đau khổ, những gì được nói đến đều chỉ là bề mặt thật ra điều khiến người trên cõi đời này đau khổ nhất chính là sự tồn tại của thân thể xác thịt này đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất vô luận là tâm sắc dục đói khát tâm phẫn nộ hay tâm sợ hãi tất cả đều bắt nguồn từ kết thân này của người buông xả để chuyển hóa nhà phật cho rằng thế giới thực tại là khổ người sinh sống trên thế gian này bản thân là khổ sinh lão bệnh tử sống sống chết chết không biết lúc nào kết thúc phật ra cũng cho rằng có mang thân người là khổ sống trong thế gian là khổ cho nên người ta khi hạ sinh đầu tiên cất lên chính là tiếng khóc các tín ngưỡng cổ đại đều nói về sự tồn tại của linh hồn cho rằng thân thể người chỉ là nơi trú ngụ tạm thời của linh hồn mà thôi bởi vậy có cách nói rằng chúng ta đến cõi đời này với hai bàn tay trắng khi rời khỏi đây cũng là hai bàn tay trắng những danh lợi tình không thể mang đi được sao phải vì điều đó mà đau khổ nhưng trong xã hội điều khiến người ta cảm thấy đau khổ nhất thường là danh lợi tình cũng vì danh lợi tình mà người ta hình thành duyên nợ mãi không thể dứt bụi hồng trần ở trong luân hồi mà vô tri mặc dù nhục thân là cội nguồn của khổ đau nhưng phật gia cũng cho rằng nó là điều chân quý nhất nhà phật cấm sát sinh cũng cấm tự tử thân người là vô cùng chân quý bởi vì phật gia cho rằng trong ước vạn sinh linh chỉ có người mới là anh linh của vạn vật mới được phép tu luyện thoát khỏi bể khổ nên chỉ có đắc thân người mới có cơ hội giải thoát. Cho nên, suốt cuộc đời này, mỗi người đều phải trân quý bản thân và tìm con đường trở về đúng đắn cho sinh mệnh của chính mình. Câu chuyện thứ 10, nhân sinh cảm ngộ, giây phút giàu có nhất trong cuộc đời. Bạn nói xem, giây phút giàu có nhất có phải là giây phút hạnh phúc nhất không? Dường như hầu hết mọi người đều mong muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, đây có lẽ là bản năng của con người. Hiện nay nhiều người cho rằng vật chất càng sung túc thì cuộc sống càng hạnh phúc. Có đúng như vậy không? Trải nghiệm sau đây của một bệnh nhân của thầy thuốc Trung Y Lý Đức Phủ có thể đem đến cho bạn một vài suy ngẫm. Thầy thuốc Lý kể rằng, một bệnh nhân đến phòng khám của ông chữa bệnh trong tình trạng bệnh đã quá trễ rồi. Bệnh ung thư đã di căn khắp cơ thể người này. Bệnh viện chẩn đoán chỉ còn sống được từ 2 đến 4 tuần, nên bảo ông về nhà và nói với ông rằng ông muốn làm gì thì hãy làm đi. Có gì cần dặn dò thì phải làm gấp đi nếu không sẽ không đủ thời gian nữa. Kể từ khi bệnh nhân này đến nhờ thầy thuốc Lý Đức Phù điều trị cho đến khi ông ấy qua đời, ông đã sống được 6 tháng. Điều này khiến các công ty bảo hiểm vô cùng ngạc nhiên. Trong 6 tháng này, thầy thuốc và bệnh nhân có nhiều cơ hội trò chuyện. Sau đây là những gì bệnh nhân nói với thầy thuốc. Sau khi nghỉ hưu ở công ty Boeing, tôi thành lập một công ty riêng để kinh doanh dịch vụ cho thuê máy bay. Công ty đã phát triển từ một, hai chiếc máy bay lên đến 48 chiếc công ty này cho các công ty máy bay thương mại và dân dụng trên khắp thế giới thuê máy bay số tiền tôi kiếm được phải dùng máy vi tính để tính mấy năm nay cuộc sống của tôi vô cùng vất vả tôi hầu như chỉ đón lễ tạ ơn và giáng sinh trên máy bay tôi không có mặt trong các bữa tiệc sinh nhật của các thành viên trong gia đình họ chỉ nhận được một tấm chi phiếu với số tiền lớn vì vậy giờ tôi bị ốm còn cái nghe tin này cũng giống như nghe tin hàng xóm hay đồng nghiệp bị ốm một số đứa thương cảm nhưng thờ ơ dường như hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chúng cả. Đôi khi tôi thực sự ước được như những người ăn xin ngoài đường, họ thật hạnh phúc, có một cơ thể khỏe mạnh, sống thoải mái vui vẻ, không bệnh tật không đau đớn. Tôi ghen tị với ông vì đã có một nghề nghiệp và trí huệ sung mãn như vậy để giải trừ đau khổ cho bệnh nhân. So với đó thì sự giàu có của tôi như một sự diễu cợt, số phận dường như đang đùa giỡn tôi. Tôi như một chú hề đang tận lực diễn vai phản diện trên sân khấu cuộc đời mà không một khán giả nào trên khán đài tán thưởng hay vỗ tay. Tôi tưởng rằng mình đã mang lại hạnh phúc cho gia đình, nhưng họ đâu có hạnh phúc. Điều ước của con trai tôi vào ngày sinh nhật của nó là, con mong bố về nhà. Điều họ cần là tôi chứ không phải là những tấm xét. Tôi nghe xong còn cảm thấy họ thật ngốc nghếch. Vợ tôi bị ốm khi tôi đang ở nước ngoài. Bây giờ không ai cần tôi, bởi vì tôi đã dùng tiền để đưa họ đến những nơi rất xa rất lạ sẽ không bao giờ có thể tìm lại được giờ đây khi tôi cần họ họ đối xử với tôi như cách mà tôi đã đối xử với họ viết một tấm sách đó vẫn là tiền của tôi là do tôi tự kiếm được bệnh nhân này ra đi để lại bao tiếc nuối một gia đình tan nát một câu chuyện khiến mọi người phải suy ngẫm ôi con người tại sao đến bước cuối cùng mới biết quý tiếc sinh mệnh tại sao lại để đến khi mắc sai lầm lớn mới biết sửa chữa để đến khi mắc bệnh thập tử nhất sinh mới tìm đến thầy thuốc khi đó đã mất đi bản tính ngây thơ, không thể tìm lại nữa rồi. Trong cuốn tiểu thuyết cổ nổi tiếng Hồng Lâu Mộng của Trung Quốc, có một bài thơ thiên cổ tuyệt tác. Người đời đều cho thần tiên hay, mà chuyện công danh lại vẫn say. Xưa này tướng soái nơi nào đấy? Một dãy mồ hoang cỏ mọc đầy. Người đời đều cho thần tiên hay, những hám vàng bạc lòng không khuây. Suốt ngày những mong chứa cho đầy, đến lúc dậy rồi nhắm mắt ngay đời người như giấc mộng mà cũng giống như trò chơi dù keo kiệt hay tính toán thế nào thì cuối cùng cũng sẽ trần trụi lìa xa thế gian này không thể đem của cải vật chất tích lũy cả đời xuống mồ từ đó mà thấy con người sống trên đời nên theo đuổi sự thăng hoa của tinh thần và tâm hồn tiền bạc là vật ngoại thân sinh không mang đến tử không mang đi danh lợi như mây khói cuối cùng cũng chỉ là hư không thời điểm thực sự giàu có nhất trong cuộc đời không phải là lúc người ta có nhiều tiền bạc mà là lúc trong tâm người ta trong nháy mắt xem nhẹ và buông bỏ danh lợi. Tất cả phồn hoa trong chốn hồng trần chẳng qua là vật ngoại thân, tranh giành danh lợi làm tổn hại đến người khác cũng như chính bản thân mình, người đến kẻ đi đều là khách qua đường vội vã, tiệc rượu phòng hoa cũng bất quá chỉ là mây khói trốn phù hoa. Trong thời đại ham muốn vật chất tràn lan, nếu đặt tâm danh lợi nhẹ hơn một chút, sẽ có thêm một chút bình yên và thanh thản trong lòng, cách xử thế với tâm thái không màng danh lợi dùng đơn giản ứng xử với mọi phức tạp là cảnh giới nhân sinh vô cùng phóng khoáng hiểu thấu danh lợi trên đời như mây khói cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay tâm thái cũng giống như suối núi trong vắt trong suốt tràn đầy sức sống khi đạt đến cảnh giới này này bạn sẽ ngộ được thiên cơ thâm sâu hơn khổ vì dục vọng lụy vì vật chất sinh lão bệnh tử như lưới bùa xuống tranh đoạt hiếu thắng thét gào mệt mỏi hồng trần mê lạc như giấc mộng lạc lối trầm luân khó thoát đau khổ. Phật chủ từ bi hồng truyền đại pháp độ chúng sinh, lạc lối trầm luân khó thoát đau khổ. Phật chủ từ bi hồng truyền đại pháp độ chúng sinh. Câu chuyện thứ 11, cuộc sống chính là chân quý giây phút hiện tại, đừng để bản thân phải nói lời cuối cùng. Đời người như con thuyền trên sóng nước, nếu chở quá nhiều đồ đạc thì thuyền sẽ nặng nề trôi đi và dễ bị nhấn chìm trong bão tố. Còn nếu mang càng ít đồ đạc thì thuyền sẽ lướt nhanh và cho ta nhiều trải nghiệm đáng quý. Trên hành trình cuộc sống, đa số mọi người đều mang bên mình quá nhiều hành lý, đó là những ham muốn về giàu có, quyền lực, danh tiếng. Khi có càng nhiều thì lại càng dễ bị mắc cạn giữa lưng chừng đường, họ mãi mãi không thể chạm được tới vạch đích cuối cùng, để rồi khi bừng tỉnh mới ân hận xót xa mà thốt lên rằng, giá như. Những lời cuối cùng ấy không hiện diện đâu khác mà ở ngay tại những người ta thầm ngưỡng mộ. Suốt đời họ theo đuổi tiền tài, danh vọng và họ nghĩ rằng mình đã có tất cả. Nhưng lúc sắp xa lìa thế gian họ mới bừng tỉnh nhận ra tất cả những gì đạt được không đem lại cho họ hạnh phúc, mà hạnh phúc nằm ngay tại trái tim họ, nơi mà yêu thương còn ở lại trước khi họ ra đi. Đó là câu chuyện có thật của cố giám đốc điều hành Apple Steve Jobs hay vị tỷ phú nổi tiếng Vương Quân Giao hoặc bác sĩ phẫu thuật thấm Mỹ tại Paris Chất Telkensian. Họ đều là những người thành danh tột đỉnh, cuộc sống giàu có xa hoa, sở hữu khối tài sản cách xù mà hàng triệu người ao ước và đều phải dừng lại khi tuổi đời còn quá trẻ hoặc đang trên đỉnh cao danh vọng. Nhưng đến cuối cùng họ mới chợt nhận ra ý nghĩa nhân sinh để khuyên nhủ những người ở lại bằng lời chia sẻ hết sức chân tình. Đó chính là tiền bạc, địa vị mà họ từng theo đuổi trước đây đều không mang lại hạnh phúc. Khi đối mặt với cái chết họ mới biết tình yêu thương quan trọng như thế nào, điều mà họ từ lâu đã thở ơ quên lãng chẳng hạn như câu chuyện của bác sĩ Richard Telken, cả cuộc đời anh đã đạt bao nhiêu giải thưởng danh giá, sự nghiệp huy hoàng. Nhưng suốt cuộc hành trình ấy, anh chỉ cần biết bệnh nhân sẽ đóng bao nhiêu tiền để mình làm việc chứ chưa từng nghĩ đến cảm giác đau đớn của người bệnh, cho đến khi anh thật sự là một bệnh nhân như họ. Anh cảm thấy hối hận và nói rằng, nếu kiếp sau được làm bác sĩ một lần nữa, anh sẽ chọn làm bác sĩ chữa bệnh chứ không phải bác sĩ thẩm mỹ anh cảm thấy mình đã quá thờ ơ với cảm xúc của người khác và bây giờ nằm trên giường bệnh chính anh phải nếm trải điều đó hay steve jobs cũng từng nhắn nhủ rằng cái giường nào đắt giá nhất trên đời đó là giường bệnh viện vì nếu có tiền bạn có thể mướn tài xế lái xe cho bạn nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh cho bạn mất tài sản thì có thể tìm lại được nhưng có một cái khi đã mất là không thể tìm lại được đó là sự sống dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời cuối cùng tất cả phải đối diện khi bức màn sự sống kéo xuống. Làm ơn hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu, gìn giữ sức khỏe cho bạn và chăm sóc người thân của bạn. Còn tỷ phú vương quân giao, theo đuổi tiền tài chỉ làm con người tham lam hơn và sống nhạt nhẽo, biến họ thành những hình hài kỳ quái giống như tôi hiện tại. Lúc Thượng Đế tạo ra con người với đầy đủ giác quan, là muốn con người cảm thụ vạn vật bằng tất cả con tim, chứ không phải niềm vui mang đến từ tiền bạc tôi đã kiếm được rất nhiều tiền khi còn khỏe mạnh nhưng khi chết tôi lại không mang theo được thứ gì tình thương yêu không có quan hệ đến vật chất chúng không phai mờ và mất đi có được nó mới là thật sự giàu sang tình thương sẽ đi theo luôn bên cạnh tiếp thêm động lực và tạo ra ánh sáng soi đường cho mỗi bước đi đúng đắn còn tiền bạc sẽ không đi theo con người ta mãi mãi hầu như trong cuộc sống thời nay đi đâu ta cũng bắt gặp người người hối hả lao vào cuộc sống mưu sinh người nghèo khó thì đầu tắt mặt tối chỉ mong kiếm được đủ ăn qua ngày người trung bình cũng lo tất bật cho con cái được bằng bạn bằng bè người giàu có thì cũng tối ngày lo đến các mối quan hệ giao tiếp bên ngoài để được giàu có hơn nhưng mấy ai dừng lại một chút để suy nghĩ rằng vậy rốt cuộc cuối hành trình cuộc sống ta sẽ mang theo được gì và nó có ý nghĩa thế nào với chính ta tiền tài vật chất giàu sang đối với mỗi người trong cuộc sống này đều thật sự quan trọng nhưng đừng biến nó thành thứ mà bạn theo đuổi mà hy sinh cả cuộc sống hiện tại. Đừng vì nó mà bạn đánh mất những thứ hạnh phúc giản đơn đang hiện hữu xung quanh mình. Hành trình cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng, có đôi lúc là nỗi buồn, đôi lúc là niềm vui, nhưng mấy ai tự hỏi rằng nó có thật sự khiến tâm ta an lạc, hay là bon chen vội vã trên suốt hành trình ấy để rồi đến tuổi 60 ta mới nhận ra, dẫu là quan khoác áo gấm hay chỉ là thường dân áo vải, cuối cùng cũng nằm dưới nắm đất vàng mà thôi có thể bạn chẳng có số làm quan, nhưng chắc chắn bạn biết làm người, có thể tiền bạc thiếu thốn nhưng nội tâm bạn chắc chắn đủ đầy. Đừng để khi tử thần đến ta mới chợt nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ mà bây giờ muốn có thêm thời gian để khắc phục thì cũng không kịp nữa rồi. Vì thế, cuộc sống chính là hãy biết quý phút giây hiện tại bởi thời gian qua đi thì không thể lấy lại được, và ngày mai cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy sống và chiêm nghiệm cuộc sống, học hỏi và làm những gì có ích, nếu yêu thương thì hãy cố gắng yêu thương trau dồi cho mình những kiến thức về đạo, về đời để thân tâm an lạc giữa nơi chốn đầm lầy. Có như vậy thì từng ngày trôi qua đều là những ngày ý nghĩa nhất mà ta không hối tiếc, dù đang ở điểm cuối của hành trình. Câu chuyện thứ 12, dùng tiền tài vượt quá phúc phận, phải đánh đổi bằng chính tuổi thọ của mình. Theo thuật ngữ mệnh lý bát tự, trong câu chuyện dưới đây minh chứng một điều rằng nếu như phúc phận của một người vượt quá những gì họ xứng đáng được hưởng, ông trời sẽ rút ngắn tuổi thọ của họ trong cuộc đời mỗi người rốt cuộc có bao nhiêu tiền tài chúng ta có thể biết được điều đó thông qua bát tự trong cuốn luận phú mệnh tiên sinh từ lạc ngô có giải thích vì sao số mệnh bản thân không thể giàu có cũng phân tích một số trường hợp khác như có người sinh ra đã giàu nứt đố đổ vách về sau vẫn gìn giữ được có người trước nghèo sau giàu có người trước giàu sau nghèo mỗi một trường hợp đều liệt kê giải thích nhưng xét thấy những độc giả bình thường sẽ không hiểu được thuật ngữ mệnh lý bát tự nên ở đây sẽ đưa ra một ví dụ, nếu như phúc phận của một người vượt quá những gì họ xứng đáng được hưởng, ông trời sẽ rút ngắn tuổi thọ của người đó. Vào những năm đại quan thời Tống Huy Tông, 1107 đến 1110, trong đám sĩ tử quê ở Túc Châu, nay là huyện Túc tỉnh An Huy, có hai huynh đệ họ Tiền đang ở thái học viện tại kinh thành. Lúc đó vào giữa mùa xuân, vì đang trong thời gian đợi ứng thí, hai huynh đệ liền nhân lúc nhàn rỗi đến Ngọc Tân viên du ngoạn, khi đến đó hai huynh đệ gặp ba vị đạo sĩ bèn chào hỏi lễ phép ba đạo sĩ ai nấy đều chán cao mày rộng ăn nói thanh tao nho nhã khiến mọi người rất thích nghe một lúc sau họ cáo từ trước khi đi nói rằng chúng ta có một ít rượu ngon muốn mời hai vị dùng nhưng hôm nay trời đã tối chính ngọ ngày mai nếu có thể tương ngộ tại đây sẽ đem ra mời hai vị nhưng nếu hai vị đến muộn thì không gặp được chúng ta nữa hai huynh đệ họ tiền liền lập tức đồng ý lúc này có một tiểu đạo sĩ vừa cười vừa nói nếu hai người đến muộn có thể đào đất lên tìm ta hai huynh đệ nghĩ rằng đạo sĩ đang trêu đùa bèn cười lớn và chào tạm biệt ngày hôm sau do hai huynh đệ họ tiền bận việc khác đến tối mới thu xếp được thời gian quay lại nơi gặp gỡ các vị đạo sĩ thì không thấy ai ở đó chỉ thấy thức ăn vương vãi khắp nơi hai người cảm thấy vô cùng thất vọng người em liền nói chẳng lẽ họ là các vị tiên nhân sau đó liền mượn một chiếc sọt và sẻng, rồi thử đào đất. Đào được khoảng một thước, thì thấy một chiếc hộp bằng đá, mở chiếc hộp ra, liền thấy bức chân dung của ba vị đạo sĩ, ăn mặc chỉnh tề, giống hệt những gì họ thấy hôm trước. Ngoài ra còn một cuốn sách phương thuật, trình bày phương pháp luyện thủy ngân thành bạch kim. Người em nói rằng, đại ca cầm cuốn sách này đi, để nguyện lấy bức chân dung này, mang về hương khói thờ cúng. Người anh liền vui vẻ đồng ý. Sau khi kỳ thi kết thúc, người em thi đậu còn người anh thì về nhà ở túc châu kiểm nghiệm phương pháp trong cuốn sách thì phương pháp nào cũng thành công vì vậy chỉ trong vài năm người anh đã mua được ruộng mấy vạn mẫu trở thành phú ông một ngày nọ người anh đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng thì người hầu vào bẩm báo nói rằng bên ngoài có ba đạo sĩ đến thăm sau khi gặp gỡ một vị đạo sĩ đứng dậy nói cậu còn nhớ cuộc gặp gỡ tại ngọc tân viên trước đây không cậu có được bí thuật của tiên nhân chúng ta nhưng không dùng tiền tài đi giúp đỡ người nghèo lại tham lam vô độ hưởng thụ một mình phúc phận đó vượt quá những gì cậu đáng được nhận ông trời sẽ giảm tuổi thọ của cậu từ hôm nay trở đi phải ra sức sửa sai thì còn có thể kéo dài ba năm nếu không làm như vậy sớm muộn cũng sẽ phải chết chúng ta cũng là do tiết lộ thiên cơ mà bị giáng làm người phàm tương lai sẽ đến làm chủ ở nhà cậu sau khi đạo sĩ rời đi người anh cảm thấy vô cùng hối hận liền lập tức đốt cuốn tiên thuật phá bỏ lò luyện thủy ngân, đóng cửa dẹp tiệm không buôn bán nữa. Ngày thứ hai, tiểu đạo sĩ lại đến, người anh còn chưa kịp mời ngồi, đã nghe tin tỷ thiếp sinh hạ đứa con, liền lập tức vào xem, thì ra là một bé trai. Khi quay trở lại để tiếp khách, thì không thấy bóng dáng tiểu đạo sĩ đâu nữa, hỏi nô bộc trong nhà, thì đều không biết tung tích. Quả nhiên chỉ chưa đầy ba năm người anh họ tiền qua đời. Trong vận mệnh của một người khi sinh ra vốn dĩ không đáng có được nhiều tiền tài, nhưng lại dựa vào thế lực, cơ hội, quan hệ bất chính, hoặc dùng các nhân tố ngẫu nhiên như thủ đoạn, đầu cơ, nỗ lực hoặc chèn ép để có được lượng tiền tài khổng lồ. Nhưng do vận mệnh không thể gánh được lượng tiền tài nhiều như vậy, vậy nên kết quả cuối cùng cũng sẽ bị mất đi, thậm chí là phải dùng cả mạng sống ra để bồi thường. Nếu như dựa vào phạm pháp mà có được thì sẽ không tránh được vòng lao lý. Câu chuyện thứ 13, nông dân nhặt được ấn cổ bán đi thành triệu phú ba năm sau đại họa giáng xuống. Câu chuyện ám ảnh đến giờ về người nông dân nhặt được con dấu vàng và bán với giá sang tay cao ngất trời khoảng 29 tỷ đồng khiến nhiều người ghen tị. Không ngờ, cuộc sống sung sướng chỉ được 3 năm, những gì anh làm đã để lại hậu quả không thể gánh nổi. Vào thời xa xưa, có một ông cụ ở gần vạn lý trường thành, rất giỏi nuôi ngựa, được gọi là tái ông. Một ngày nọ, con tuấn mã mà ông chăm nuôi bỏ chạy mất, những người khác đều lo lắng cho ông, nhưng ông lại cho rằng đó chưa chắc đã là điều không tốt quả nhiên vài ngày sau con ngựa bỏ đi không chỉ quay trở lại mà còn dẫn theo vài con ngựa hoang về đến lúc những người khác đang vui thay cho ông một điều gì đó ông lại tặc lưỡi nói biết đâu lại sắp có chuyện xấu xảy ra quả không sai con trai ông vì ham chơi mà ngã gãy chân hàng xóm xung quanh lại bắt đầu thấy thương cảm cho ông thế nhưng ông lão cũng không vì thế mà buồn ít lâu sau khi chiến tranh nổ ra người con trai không bị buộc phải nhập ngũ vì tình trạng què chân của mình. Bởi vậy mà hai cha con bảo toàn được tính mạng trong loạn thế. Đây chính là câu chuyện lưu truyền dân gian, tái ông mất ngựa, chưa biết là họa hay phúc. Trong hành trình cuộc đời mỗi người luôn đầy dẫy những lựa chọn và ẩn số, ưu điểm của ngày hôm nay có thể trở thành nhược điểm của ngày mai. Không ai có thể nói trước được điều đang xảy ra là phúc hay họa. Thành triệu phú nhờ chiếc ấn cổ. Nhân vật chính của câu chuyện hôm nay tên là Ngô Tam Thạch. Một người đàn ông xuất thân từ nhà nông, chỉ có thể tự lo cơm ăn áo mặc hàng ngày, khó mà có thể tích góp được của cải riêng. Nhưng một ngày nọ, anh ta nhặt được một con dấu vàng và bán với giá sang tay cao ngất trời 8 triệu tệ, khoảng gần 29 tỷ đồng. Đây có thể nói là một khối tài sản cách xù, khiến người ta phải ghen tị. Nhưng điều mọi người không ngờ là cuộc sống sung sướng sau đó của Ngô Tăng Thạch này chỉ kéo dài được 3 năm. Sau 3 năm những gì anh làm đã để lại hậu quả mà anh không thể gánh nổi có một con sông nơi ngô tam thạch sống được gọi là sông mân giang hay còn gọi là sông dân ở tứ xuyên sông dân là một trong những phụ lưu quan trọng của sông trường giang nó cũng đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử trung quốc cổ đại do vị trí địa lý vượt trội của sông dân nhiều dự án thủy lợi cũng đã được xây dựng ở đây điều này cũng mang lại lợi ích to lớn cho người dân gần đó tuy nhiên theo năm tháng một số thiết bị ở đây cũng bị hư hại nhiều lần mà không được bảo tù không ít lần gây ra thiệt hại do lũ lụt cho người dân địa phương. Để tránh trường hợp như vậy xảy ra nữa, thỉnh thoảng sẽ có chuyên gia được cử tới tiến hành xuống nước bảo dưỡng máy móc thiết bị. Trong khi đó, sông dân cũng là một con sông có bề dày lịch sử khá lớn, thi thoảng mỗi lần xuống nước, người ta có thể vô tình may mắn nhặt được một các bạc, một miếng ôn ngọc, một loại ngọc ấm và mịn, hay một chiếc châm cai đầu thời cổ đại. Những chuyện này đều được lan truyền trong khu vực gần đó ngô tam thạch khi nghe được những câu chuyện này cũng vô cùng xúc động bởi khả năng làm việc dưới nước của anh ta cũng không tệ lại am hiểu địa hình lớn nhỏ gần đó khi ngô tam thạch còn nhỏ anh ta cũng đã được nghe người già kể về nhiều truyền thuyết kho báu dưới sông dân mặc dù những câu chuyện họ kể chỉ là truyền miệng của người đời xưa và chưa có tính xác thực đương nhiên ngô tam thạch cũng không quá để ý những câu chuyện này nhưng bản thân anh lại là người tính tình lười biếng dù biết là không thể nhưng thỉnh thoảng vẫn thử vận may biết đâu mình có thể gặp trường hợp tương tự anh ta cho rằng cũng chỉ mất chút thời gian và không phải trả bất cứ cái gì cho việc này cuối cùng tới một ngày có thể nói là có công mài sắt cũng được nói là may mắn gõ cửa cũng được ngô tam thạch đã thực sự tìm thấy một một nén bạc liền vội đem bán và kiếm được không ít tiền sự việc lần này đã kích thích ngô tam thạch giống như tiêm thêm cho anh ta một liều thuốc mạnh sau nhiều ngày tìm kiếm thất vọng ngô tam thạch lại hạ quyết tâm tiếp tục đi tìm kho báu dưới lòng sông để có thể mỏ được nhiều hơn những vật thể ngủ dưới đáy sông này ngô tam thạch đã chủ động tìm hiểu những kiến thức về khảo cổ học dưới nước đồng thời mua thiết bị lặn chuyên nghiệp tìm hiểu kỹ những truyền thuyết dân gian có thể nói anh đã lên đủ phương án cuối cùng trong một lần làm vệ sinh sông dân các nhân viên đã tìm thấy một kho báu phía dưới lúc đó tìm được rất nhiều đồ tốt từ trong đó họa trung hữu phúc phúc trung hữu họa tin tức lan nhanh như gió thổi người ta truyền tai nhau rằng đây là bảo vật của đại tướng quân nhà minh trương hiến trung lúc này ngô tam thạch người đã chuẩn bị từ lâu chọn một đêm yên tĩnh và lặng lẽ xuống nước để tìm kiếm kho báu một ngày hai ngày ba ngày sau nhiều ngày đêm tìm kiếm cuối cùng anh ta cũng thực sự tìm được một ấn vàng tuy rằng không biết giá trị cụ thể của ấn này nhưng thấy nó có hình con hổ bên trên và còn khắc ba chữ đại nguyên soái trực giác mách bảo Ngô Tam Thạch rằng con dấu này phải rất có giá trị. Người đời nói quả không sai, họa trong có phúc, phúc trong có họa, họa hay là phúc đều là xuất phát từ chính lựa chọn và hành động của bản thân. Quả nhiên, sau khi anh ta mang chiếc ấn đến bảo tàng để thẩm định, phía bảo tàng đã trả lời rõ ràng rằng đây thực sự là một bảo vật và bày tỏ muốn thu thập con dấu này. Nhưng Ngô Tam Thạch đến đây vì tiền, làm sao anh ta có thể bán cho bảo tàng với giá bèo bọt? Ngô Tam Thạch vì sợ đêm dài lắm mộng, anh ta nhanh chóng liên hệ với người mua và bán lại con dấu với giá giao dịch là 8 triệu tệ, khoảng gần 29 tỷ đồng. Ba năm sau, hành vi bán lại di vật văn hóa để trục lợi với mức giá cao của Ngô Tam Thạch bị bại lộ, cảnh sát tìm đến truy cứu trách nhiệm. Đối với Ngô Tam Thạch, đây đúng là một tai họa từ trên trời rơi xuống, không chỉ bị tịch thu tài sản mà còn phải gánh chịu hậu quả vì vi phạm pháp luật. Người đời nói quả không sai, họa trong có phúc phúc trong có họa. Họa hay là phúc đều là xuất phát từ chính lựa chọn và hành động của bản thân. Câu chuyện thứ 14, đỉnh cao của cuộc sống không phải là bạn nhìn rõ bao nhiêu, mà là bạn xem nhẹ bấy nhiêu. Nội tâm của mỗi người đều có một mảnh đất phúc lành, kia gọi là không tính toán, so đo. Kỳ thực đó chính là trừ bỏ đi cỏ dại trong tâm hồn. Khi nói đến những điều nhỏ nhặt, không cần tính toán. Cội nguồn của hạnh phúc là đến từ trái tim mỗi người. Nếu bạn tính toán quá nhiều thì sẽ càng hoang mang. Phạm là những người tính toán quá nhiều thực sự không hạnh phúc trong cuộc sống của họ. Sống trên đời này, con người ta sẽ luôn gặp nhiều phiền muộn, không phải cái gì cũng có thể phát triển theo chiều hướng như ý và cuộc đời không ai là hoàn hảo cả. Cái gì là của bạn thì sẽ là của bạn, cái gì không phải là của bạn thì dù có mưu tính nó cũng không đến. Càng từng trải nhiều, càng có thể nhận ra rằng nếu không có gì phải lo lắng đó là một thời điểm tốt trên thế giới. Khi gặp tiểu nhân, không tranh luận, giao lưu với mọi người và chia sẻ kinh nghiệm là một điều vui vẻ, nhưng không phải cuộc trao đổi nào cũng đáng để bạn dùng hết tinh lực. Trong cuộc sống, bạn sẽ luôn gặp đủ loại người. Một số người chứa đầy những cảm xúc tiêu cực và một số thì như đống lửa. Họ sẽ chút hết sự tức giận của mình lên người khác và trong đó có bạn. Đối với một người như vậy, nếu bạn cứ đặt tâm suy nghĩ và cảm xúc của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phú bật thời Bắc Tống khi còn trẻ, ông đang đi bộ trên đường phố Thành Lạc Dương thì bỗng nhiên có một người mắng chửi ông. Một người đi đường đã ghé tai Phú bật mà nói nhỏ, chàng trai trẻ, có người đang mắng chửi cậu kìa. Phú bật nghe xong liền nói, hình như là mắng người khác đó. Người đó lại nói, người ta còn gọi tên của cậu mà chửi đó. Phú bật suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là mắng người khác, rất có thể người đó trùng tên họ với tôi. Sau đó, người mắng trừ phú bật nghe được phản ứng của ông nên thấy rất hổ thẹn đến xin lỗi phú bật phú bật chẳng phải chính là đã hành xử như người quân tử không tranh biện với kẻ tiểu nhân đó không phải là nhu nhược mà là không để tâm vào những chuyện vụn vặt lùi một bước biển rộng trời cao cho nên người xưa cho rằng người thông minh nhưng giả ngốc mới là đạo xử thế của nhà thông thái không buồn vì ngày hôm qua không lo nghĩ chuyện ngày mai điều khiến cho người ta cảm thấy thống khổ nhất là gì ấy chính là những khổ nạn và phiền não trong quá khứ vẫn luôn bùa vây tâm trí ta làm cho cuộc sống hiện tại trở nên ảm đạm không có ánh sáng trong khi cuộc sống đích thực của ta lại chính là ngày mai là tương lai rộng mở đang đón chờ quá khứ làm ta lo lắng phiền não mà cảm thấy bất an nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ đừng để bóng đen dĩ vãng ám ảnh những ngày hiện tại có một lão hòa thượng hỏi đồ đệ nếu chúng ta bước về phía trước đi từng bước thì sẽ gặp phải cái chết thế thì ta nên phải làm thế nào tiểu đệ tử trả lời không một chút do dự ta đi sang bên cạnh ạ à. thiết nghĩ cuộc sống chính là như vậy đừng ngần ngại vì ngày mai chưa đến đừng lo âu trước nỗi vô thường chuyện ngày mai hãy cứ để ngày mai quyết định thực sự cảm thấy không còn đường đi tiến về phía trước không còn được nữa thì hãy đi sang bên cạnh hãy vòng qua phía sau hãy bình tâm tính trí nghỉ chân một chút có lẽ bạn sẽ nhận ra cửa sinh trong tuyệt lộ tránh xa năng lượng tiêu cực năng lượng tích cực là trạng thái tâm trí tràn đầy ánh nắng năng lượng tiêu cực là một đám mây u ám có nhiều lúc khi chúng ta trò chuyện với người nào đó khiến chúng ta hừng hực hứng thú ngay cả khi đó là một ngày mây mù nhưng mặt trời vẫn ở trong tâm của bạn khiến bạn rạng rỡ tăng sự tự tin và cảm nhận được sự tươi sáng của những người và cảnh vật xung quanh nhưng cũng có khi trò chuyện với một số người bạn sẽ bị hụt hẫng bởi hàng tá sự chán nản của đối phương bởi vì họ đi từ công việc đến cuộc sống từ bạn bè đến gia đình từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai khi nói đến các hiện tượng xã hội và họ đều cảm thấy chán nản ngay cả khi hôm đó trời quang mây tạnh và mặt trời chói chang bạn sẽ bất chợt cảm thấy trước mắt có mây đen nó khiến bạn cảm thấy lòng người thật khó lường và khiến bạn không có kỳ vọng vào tương lai vì vậy ở bên người có thể khiến bạn trở nên tốt hơn là điều quan trọng ở bên người có thể làm cho nhau tốt hơn còn quan trọng hơn biết giữ bình tĩnh Tính tình nóng nảy thì thân thể càng xấu, tính tình càng ấm áp, phúc khí càng sâu. Trương Phi trong Tam Quốc diễn nghĩa không chết trên chi Tu ô g để báo thù cho quan vũ, nhưng vì tính tình nóng nảy mà đã mất mạ g. Có một vị thương gia sau nhiều năm buôn ba buôn bán xa quê đã trở nên giàu có, và anh quyết định trở về quê hương với số tài sản mà mình tích góp được sau nhiều năm. Để tránh tình trạng bị cướp của, vị thương gia đã đổi tất cả của cải của mình bằng những vé vàng sau đó là một chiếc ô giấy dầu đặc biệt cẩn thận giấu vé vàng vào tay cầm ô rồi tự mặc quần áo bình thường mang theo chiếc ô lên đường trở về quê không ngờ trên đường trở về quê đã xảy ra chuyện không may chỉ vì anh ta ngủ trưa trong gian hàng sau khi kiệt sức vì đi bộ một quãng đường xa và chiếc ô đã biến mất sau khi anh tỉnh dậy với kinh nghiệm kinh thương trường của mình khi đối mặt với chuyện không may này vị thương gia nhanh chóng bình tĩnh lại vì anh biết nếu để lộ cho những người xung quanh biết thì số vàng giấu trong chiếc ô sẽ khó để tìm lại sau khi quan sát kỹ càng anh thấy gói hàng mình đang mang theo vẫn còn nguyên vẹn anh kết luận người lấy đi chiếc ô không phải là kẻ trộm chuyên nghiệp người này có thể sống gần đây có thể đã thuận tay lấy đi vị thương gia quyết định dựng lều sống ở đây mua dụng cụ sửa ô bắt đầu treo bảng hiệu sửa ô và lặng lẽ chờ đợi mong rằng người lấy chiếc ô của mình có thể đến sửa mùa xuân qua đi rồi mùa thu đến hai năm trôi qua nhưng vẫn không thấy người cầm chiếc ô của mình đến sửa vị thương gia suy nghĩ và nhận thấy rằng một số người sẽ chọn mua một chiếc ô mới khi chiếc ô quá xấu và không thể sửa chữa được thế là vị thương gia làm một biển hiệu khác là đổi ô cũ lấy ô mới không mất thêm tiền hiệu quả đến ngay sau đó thế là có rất nhiều người trong vùng đã kéo nhau đưa ô cũ đến để đổi lấy ô mới ngay sau đó một người đàn ông trung niên vội vã bước đến với chiếc ô giấy dầu cũ kỹ mong được đổi lấy một chiếc ô mới vị thương gia cầm lấy và thấy đó chính là chiếc ô mà ông đã bị đánh mất nhận thấy tay cầm chiếc ô vẫn còn nguyên và vị thương nhân đã lặng lẽ bình tĩnh và vui vẻ đưa cho người đàn ông trung niên một chiếc ô mới và nhận lấy chiếc ô cũ của người này sau khi người đàn ông trung niên rời đi vị thương gia quay người bước vào cửa thu dọn đồ đạc rồi lên đường trở về quê với chiếc ô cùng số tài sản đã bị đánh mất sự chờ đợi kiên trì và thầm lặng của vị thương gia cuối cùng cũng đã được đền đáp. Trước sự cố bất ngờ, vị thương gia có thể bình tĩnh ứng phó, từ đó chuyển nguy thành an. Trong cuộc sống, khi chúng ta gặp phải sự cố hay sóng gió không mong muốn, lo lắng và đau buồn không chỉ vô ích mà đôi khi sẽ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Chỉ có cách giữ được bình tĩnh và sự im lặng thích hợp mới có thể giúp bạn ổn định tình hình của mình và khắc phục tổn thất. Câu chuyện thứ 15, khi ta biết buông bỏ, nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời có thể là không buông bỏ được những danh, lợi, tình của cuộc sống khiến cho con người cứ mãi mê kiếm tìm và rồi tự tìm đến nỗi đau vì không đạt được những điều mình mong muốn. Nếu chúng ta hiểu được đạo lý khi sinh không đem đến, khi đi chẳng mang theo, biết được rằng mọi thứ trên đời này dù tranh giành nhiều đến đâu cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có tâm hồn được thanh thản, an nhiên tự tại buông bỏ những dục vọng bản thân mới là điều hạnh phúc nhất. Có một câu chuyện Tháng 8 năm nay, anh Hoàng có đến thăm tôi. Anh nói anh đang tính chuyện bán nhà máy mà anh được thừa kế từ người chú của mình. Tôi ngạc nhiên lắm và hỏi anh tại sao lại có quyết định đột ngột vậy. Anh nói mệt quá và muốn nghỉ ngơi. Tôi đùa anh, anh mới 43 tuổi thôi mà đã muốn nghỉ hưu sớm như vậy, có sớm quá không? Anh trả lời, ngày nào tôi cũng phải đối mặt với đủ thứ chuyện trong công ty khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng và mệt mỏi, khi về đến nhà cũng không thể nghỉ ngơi được vì cứ lo nghĩ chuyện công ty mà tôi cũng muốn đi một chuyến ra nước ngoài lần đầu tiên trong cuộc đời để xả tâm trạng mệt mỏi này muốn tận hưởng cuộc sống và bên gia đình nhiều hơn khi đó tôi chia sẻ với anh niềm vui và mơ ước rồi chúc anh may mắn hôm qua anh hoàng mời tôi ra ngoài ăn tối và nói anh đã bán nhà máy rồi tôi chúc mừng anh và hỏi thế anh định đi đâu nào anh cần em giúp điều gì không anh liền nói mình sẽ không đi ra nước ngoài nữa vậy anh sẽ hoàn thành công chuyện ở nhà tôi hỏi không, chuyện đó có khi phải để sau vì tôi có mấy người bạn muốn hợp tác và mở một công ty thương mại nhỏ. Anh kể. Tôi chiêu anh, thế chẳng phải là bình mới rượu cũ hay sao? Anh Hoàng bảo, tôi sẽ có thời gian hoàn thành công việc của mình khi công ty vững vàng một chút. Tôi nói với anh, bây giờ anh nói anh sẽ có thời gian hoàn thành công việc khi công ty ổn định. Đến lúc, anh sẽ lại bảo, mình sẽ có thời gian sau khi công ty có chút thành tựu. Anh cười nên và nói, đúng thế đấy. Vào cuộc rồi rút ra rất khó, đôi lúc tôi nghĩ, con người thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Khi người ta bận, người ta chẳng đợi quá một giây để thoát khỏi môi trường bận bịu ấy. Thế nhưng, khi người ta có một chút thời gian thanh thản, người ta cũng chẳng biết trân quý nó. Đối mặt với danh lợi, người đó sẽ lại quay lại trốn cũ rồi lại bị ràng buộc lần nữa bởi danh và lợi. Thực tế, khi người ta kiệt sức về mặt tinh thần thì nên dừng lại mọi chuyện đang làm và nghỉ ngơi, để tâm trí được thoải mái. Có người nói, chẳng được bao lâu, sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải quay lại với thực tế thôi thế nhưng một cuộc điều tra cho thấy những người đi du lịch thường xuyên và nghỉ ngơi đều đặn làm việc hiệu quả hơn những ai làm việc nhiều giờ và không nghỉ ngơi tuy nhiên cũng không tuyệt đối tiền tài và quyền lực chẳng phải là của cải thực sự nếu người ta dựa vào nó quá nhiều thì rồi sẽ ngã thôi chẳng khác gì khi đi trên những tảng đá trơn của cải thực sự chính là đức độ và khả năng dụng đức nếu một người có thể thay đổi suy nghĩ của mình cuộc đời sẽ thay đổi ngay khi họ học được cách buông bỏ. Nỗi buồn phiền trong tâm trí một người thường vướng vào là sự không buông bỏ được, danh lợi dù có cao quý đến đâu cũng chỉ là một khoảng thời gian của sự nghiệp một thời. Điều quan trọng nhất đi xuyên suốt trong cuộc đời của chúng ta chính là sức khỏe, nếu tâm trí không được thoải mái, con người suy nghĩ quá nhiều đến lúc mệt mỏi thì sức khỏe đang chịu tổn hại rất lớn. Biết buông bỏ là một cảnh giới của trí huệ, biết đủ thường vui. Câu chuyện thứ 16 cuộc đời là bầu trời phía trước luôn có con đường và ngày mai mặt trời vẫn luôn tỏa sáng trong cuộc sống hy vọng là điều không thể thiếu với bất cứ ai nếu như bạn có đang bế tắc mệt mỏi thế nào thì chỉ cần lóe lên một tia hy vọng mỏng manh cũng đừng bỏ cuộc nếu muốn được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin vào những ngày đôi chân mỏi mệt đừng biến trái tim bạn thành một con đường để ai cũng có thể đi qua mà hãy biến nó thành một bầu trời nơi mà tất cả mọi người đều mơ ước tới Cuộc đời tuy vậy nhưng vốn rất công bằng. Đừng bao giờ cho rằng mình bất hạnh, phía trước luôn có con đường và ngày mai mặt trời vẫn luôn tỏa sáng. Ai rồi cũng phải tự mình vượt qua quãng thời gian không người giúp đỡ, không ai ủng hộ, động viên. Nhưng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể kiên cường vượt qua những ngày rông bão. Đừng đem đời mình so với ai đó, bởi mỗi người mỗi khác. Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau. Nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai? Cuộc đời là bầu trời, mỗi người là một vì sao. Chúng ta được sinh ra để tỏa sáng cho bầu trời này theo cách riêng nhất của mình. Tùy đều là sao, đều rực rỡ nhưng chúng ta là duy nhất. Mỗi ngôi sao có một sứ mạng riêng của nó. Khi có thể vượt qua rông bão, đó chính là lễ trưởng thành của bạn. Đừng vì khó khăn mà bỏ việc giữa chừng, nếu biết rằng chỉ cần có niềm tin chúng ta sẽ có thể tiến về phía trước, bởi vì cơ hội vẫn còn nếu chúng ta chấp nhận kết thúc có nghĩa là chấp nhận thất bại chớ nên tranh luận với kẻ ngốc nếu không sẽ không thể biết rõ ai là kẻ ngốc bộc lộ sự nóng này ra ngoài đó gọi là bản năng kìm nén sự nóng này vào bên trong đó gọi là bản lĩnh cổ nhân nói không nên tranh cãi với kẻ cặn bã bởi với họ nếu nói lý họ cũng chẳng nghe chi bằng cứ im lặng mà tránh xa đó mới là cách xử lý thông minh nhất người khác không đồng tình với quan điểm của bạn đơn giản vì họ chưa từng đi qua những nơi mà bạn đã đến chưa từng đọc qua cuốn sách bạn đã đọc chưa từng quen những người mà bạn đã biết coi sự tôn nghiêm của mình là thứ đáng quý nhất không ai có thể giúp bạn trở nên hoàn thiện hơn thời gian cũng không khiến bạn có thể trưởng thành tất cả là ở bản thân mình là phúc hay họa là vui hay buồn là mạnh mẽ hay yếu ớt chỉ có không ngừng tiến bước tu dưỡng phẩm hạnh rèn rũa tài hoa bạn mới tìm được hạnh phúc chân chính của riêng mình người xưa nói có tầm nhìn mới thấy được thế giới xung quanh có thực lực mới có sức cuốn hút có tư duy có ý tưởng mới tìm ra hướng đi có làm mới có được vị trí của riêng mình nếu như mọi sự tình không được như mong muốn bạn hãy tin tưởng rằng ông trời nhất định còn có an bài khác cuộc đời cũng sẽ mở cho bạn một lối đi khác thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng xe đến chân núi ắt có đường chỉ cần có lòng tin bạn sẽ còn tất cả có một niềm tin ra sao bạn sẽ có một thái độ như vậy có một thái độ thế nào bạn sẽ có một hành động như vậy có hành động ra sao kết quả thu lại sẽ như vậy muốn có được kết quả tốt đẹp nhất định phải lựa chọn một niềm tin tích cực đẹp đẽ trên đời vốn không có chuyện bất bình mà chỉ có cái tâm bất bình không trách móc giận dỗi người khác hãy thản nhiên với hết thảy và xem mọi chuyện như khói mây rồi bạn sẽ nhận ra đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng khởi lên rồi tan biến đến rồi đi từ cát bụi sinh ra rồi lại hòa mình vào cát bụi điều quan trọng không phải bạn từ đâu đến mà bạn sẽ đi đến đâu khi bạn vui đầu vào công việc nhất định phải ngẩng đầu lên nhìn phương hướng mà mình đang đi bởi vì đi sai hướng bạn nỗ lực bao nhiêu cũng bằng thừa lý tưởng chính như một ngọn đèn thắp lên rồi vụt tắt tình cảm giống như một cơn mưa mưa xuống rồi cũng khô đi bạn bè chính như một tầng mây tụ hội rồi lại tan đi mất buồn khổ chính là một vỏ rượu uống say rồi cũng tỉnh. Không có con đường nào dài hơn bước chân của con người, bởi vậy không có việc gì là không làm được, chỉ vì chúng ta nghĩ chưa thông mà thôi. Thứ ngăn cản con người tiến lên phía trước không phải là núi cao biển rộng, mà thường là những hạt cát nhỏ xíu dưới đế dày. Cô đơn chính là một vì sao, sau khi lấp lánh rồi cũng vụt tắt, lẻ loi tựa như một vầng trăng, mọc lên rồi lại lặn. Những thói quen cũ kỹ, những con đường quen thuộc sẽ không thể tạo ra kỳ tích, chỉ có thay đổi suy nghĩ, Thay đổi thói quen và thay đổi lối sống, con người mới mở ra sáng tạo vô hạn. Muốn thay đổi một sự việc cần phải thay đổi bản thân, chỉ có thay đổi bản thân mới có thể hy vọng thay đổi thế giới. Kẻ thù lớn nhất của con người không phải là người khác, mà là chính bản thân mình, chỉ có vượt qua bản thân, mỗi người mới có thể vượt qua khó khăn. Mặt trời sẽ không thể vì bạn không vui mà hôm sau ngừng mọc, mặt trăng cũng không vì bạn oán trách mà treo mãi trên trời bạn che mắt của mình lại cũng không có nghĩa là thế giới đều biến thành màu đen, che mắt của người khác lại cũng không có nghĩa ánh sáng chỉ thuộc về bạn. Có những chuyện nếu đã không thể thay đổi được, hãy vui vẻ thuận theo tự nhiên, đừng cố chấp để rồi mang lại khó chịu trong lòng. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc.